Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Hot, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lần đầu xuất hiện bên con trai Bầu Hiền. Tối ngày 27 tháng 4, Đỗ Mỹ Linh đã gây chú ý khi xuất hiện với tư cách khách mời trong một sự kiện của Nu Phước Thịnh tổ chức tại Hà Nội. Ngay từ khi bước lên thảm đỏ, nhan sắc của nàng hậu đã trở thành tâm điểm được truyền thông săn đón. Thế nhưng, điều khiến công chúng không ngờ đó chính là sự xuất hiện của hai anh em nhà Bầu Hiền. Đặc biệt, Đỗ Mỹ Linh còn ngồi cạnh cậu con trai thứ hai nhà Bầu Hiền. Trong cả sự kiện, khi mọi người đều đang tập trung lên sân khấu thì Đỗ Mỹ Linh lại quay sang và hỏi han vô cùng thân mật điều gì đó với cậu con trai thứ hai nhà Bầu Hiền. Đây cũng là lần đầu tiên hai người đứng chung một khung hình sau loạt tin đồn hẹn hò thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, Đỗ Mỹ Linh cũng bị bắt gặp những khoảnh khắc nói cười cực kỳ thân thiết và vui vẻ với cậu cả nhà Bầu Hiền. Dường như mối quan hệ giữa Đỗ Mỹ Linh và hai anh em nhà Bầu Hiền cực kỳ tốt. Chính vì lẽ đó mà nhiều người càng tin tưởng chuyện nàng hậu đang hẹn hò cậu con trai thứ hai của Bầu Hiền là sự thật. Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store.